Ông Karadzic bắt đầu biện hộ trước tòa án ICC. Tin từ The Hague, cựu tổng thống Radovan Karadzic bắt đầu biện hộ trước tòa án hình sự quốc tế tại The Hague, nói rằng ông ta đáng ca ngợi vì đã nỗ lực đem lại hòa bình thay vì bị truy tố phạm tội ác chiến tranh Nam Tư từ năm 1991 đến năm 1999, làm ít nhất 100.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải tản cư. Các công tố của tòa án ICC buộc ông Karadzic phải chịu trách nhiệm đối với vụ bạo lực Bosnia Serb bao vây và pháo kích thủ đô của Bosnia từ năm 1992 đến năm 1996. Ông cũng bị buộc tội đã đứng đằng sau vụ tàn sát 8.000 người đàn ông và con trai Hồi giáo ở Srebrenica trong năm 1995. Ông Karadzic nói rằng, thay vì kết tội những gì xảy ra trong cuộc nội chiến, ông ta đáng lẽ phải được ca ngợi vì đã dùng hết khả năng để tránh chiến tranh. Người chỉ huy quân đội Bosnia Serb là tướng Hakko cũng đã ra tòa trong năm nay. Tổng thống Nam Tư và Serbia là ông Slobodan Milosevic đã qua đời trong năm 2006 tại The Hague khi tòa án ICC vừa kết thúc vụ xét xử.